Đó, đây mười mười cây rồi. Này cây này mười mấy năm nè, yeah. Này sau đó đó chú mới tưới thằng đậm cá đó, yeah. Chú thấy cho ủa sao nó phát lại nè, chú nói ngang cái đám này ngang từ hồi ăn trái tới tới bây giờ chú chưa có bỏ một hột phân nào ngang, yeah, chú nói thiệt luôn chứ không bao giờ đó có thím đó mà nói nhiều lúc người ta không tin, tại vì chú đã có nước chân rồi. Chào bà con, em là Mỹ Linh của kênh Tin Cậy. Hôm nay thì khoảng là đầu tháng 11 âm lịch của mình nữa bà con. Rất nhiều bà con mình cũng đang chuẩn bị làm bông sầu riêng tới rồi ha. Một mùa vụ nữa lại bắt đầu rồi. Nhiều bà con có đưa về cái yêu cầu với kênh Tin Cậy là quay vườn của chú để tiếp theo để cập nhật cái giai đoạn làm bông của vườn của chú. Nên là hôm nay Linh sẽ quay trở lại Lâm Đồng để quay vườn chú để cho bà con mình cùng tham khảo nha. Hôm bữa Linh có hỏi thăm chú đệ thì chú nói vườn của chú là khoảng 20 ngày nữa sẽ bắt đầu làm bông đó bà con. Hôm nay thì chú đang chuẩn bị các công tác để chuẩn bị cho quá trình làm bông. Bây giờ thì mời bà con cùng với Linh là chúng ta vào vườn của chú đệ là xem cái công tác mà chú chuẩn bị làm bông cho mùa vụ 2023 sắp tới như thế nào nha. Chuẩn bị làm bông đây thì cây này nó cũng khoảng mười mấy cây rồi, do ra kia chú mới ra đằng đây chú mới nói cái vấn đề coi như là cái vấn đề mà bắt lo. Tại vì cái khu có hai sào đây hồi trước á là chú cũng có xài bắt lo, có bắt đầu cái cây nó xuống. Tại vì chú thử mà chú muốn làm sớm á nhưng mà không kết quả. Không kết quả cái cây nó bị si. Cây bị si thì cái cây nó bị si thì bắt đầu là nó xuống cây. Thì mấy thằng cũng anh em bạn bè đồ vô bắt đầu mới nói là thôi ông cuốc ông trồng lại đi chứ mẹ cây này mày sao mà chịu nổi. Thấy nó te tu quá. Thấy nó sắp chết rồi. Nó te tu quá. Nó chết đó, trước khi làm trái là chú ủi này nè. Tôi quay là chú ủi sát gốc hết này, sạch sẽ nè cho nó khô, cho nó khô ráo đất đó. Đang phát đó chứ, nhưng mà tụi bay lên thì tao phải đón tiếp tụi bay chứ. Cho nên rằng là nói như vậy. Nên rằng nói về cái làm bông làm trái thì nói chung ra mình làm đúng mùa á, thì ở trên cái vùng trên cái khu đạo quai này á, thì nếu làm đúng mùa á thì cũng chẳng phải là xịt thảm đọt hay là rước đọt gì đâu. Tại vì con phải biết rằng á là cái cây sầu riêng á là nó tùy theo vùng. Đó, chứ không phải là dùng nào cũng giống dùng nào đâu. Như ví dụ đây nè, như cái số này hồi trước á là chú làm bắt lo nè, cái này cũng mười mấy năm rồi nha. Đó, cây này nè thì bắt đầu làm có làm năm đó trời ơi nó ra bông khủng khiếp, cái bắt đầu nó si bông cái lúc mà xịt bắt lo á chứ. Ăn trái xong nó si, xuống được. Nhưng mà sự thật ra cái hồi đó chú là chú tưới đậm cá hơi bị nhiều để nó giải độc á. Mà không biết chú nghĩ có phải hay không mà không biết, nhưng mà khi mà chú tưới đậm cá nó gấp đôi qua bên đây, bên mà chú không làm bắt lo á, thì chú tưới ví dụ như là 3 lít, nhưng mà bên đây chú tưới 5 lít cho đến 6 lít. Mà sau khi nó ngấm rồi mà hình như chú thấy nó giải độc bắt lo hay không chú không biết, nhưng mà cái đó làm đúng không, mình làm sao mình nói vậy thôi. Thì bạn bè vô nói mày cái đám này cái cuốc trồng lại đi thôi chứ làm cái gì, thấy không đó mày thay coi thay nghe dàn lá này đây mưa cây này mười mấy năm nè, mà sau đó đó chú mới tưới thằng đậm cá đó, chú thấy cho ủa sao nó phát lại nè. Chú nói ngang cái đám này ngang từ hồi ăn trái tới bây giờ chú chưa có bỏ một hột phân nào ngang. Chú nói thiệt luôn chứ không bao giờ đó có thím đó mà nói nhiều lúc người ta không tin, tại vì chú đã có nước chân rồi. Khi mà cái vô mà cái trái mà cỡ 2 kg đó ngang, trời chú tưới dữ lắm, đạm cá đồ humic đồ dinh dưỡng rồi chú đưa dưới gốc dữ lắm. Tại vì sao, cái lúc đó nó vừa đeo con nó mà coi như là nó vừa nuôi bản thân nó, mà mình không cho nó ăn lúc đó nó đợi cứ cắt xong rồi phục hồi, cắt xong phục hồi cái gì, cái cắt xong phục hồi là sai lầm. Chú cắt xong là còn nguyên si từ cái hồi chú chỉ có tưới thằng nấm với thằng tiếng trùng rễ ở dưới gốc thôi. Sao thu hoạch đó chồng chưa bỏ một phân nào đó là mà con coi không biết nói đâm ra người ta nói mình xạo rồi mấy cái thằng xạo đồ này kia nọ đó chưa bỏ một phân nào luôn á.
Cái này còn bao lâu nữa chú làm, chú tính làm? Chở 20 bữa nữa con, 20 bữa nữa bắt đầu chú kích cho nó, gọi là kích cho nó đều bông vậy thôi chứ không kích nó cũng ra, tại vì mình làm chính vụ mà. Chú rải cái phần lân nước á hả? Lân nước á, chú tưới lân nước rồi. Chú tưới lân nước rồi. Đó, chú đi chỉ có thằng lân nước đó với lại ấy rồi là bắt đầu chú chờ cho nó qua Noel cái bắt đầu là nó lạnh, nó gió lạnh cái bắt đầu gió lào nó qua cái là tự nó xe cái nó bắt đầu là khi mà nó nứt cái mắc cua là mình xịt hỗ trợ cho nó cái là bắt đầu ra điều thôi. Ủa vậy mà có xịt tạo mầm gì không chú? Thì tạo mầm đó. Thì tạo mầm đó. Xịt thuốc tạo mầm đó. Chú xịt. Tạo mầm chú xịt. Chú thường thường á 10/60/10 là một nè. Với lại Akanazet là hai nè. Là cái nó đề trong đó là xé mắt cua với lại cái thằng kia như là cha phốt ca nó là cũng như cái dạng lân hai chiều nhưng mà nó cũng trị nấm luôn mà nó sẽ xé mắt cua luôn đó. Rồi hai gói cam bi. Cái đó là chú trộn chung với nhau trong một phi 200 lít. Là chú quấn một phát một là coi như là nó ra đều luôn. Là thường thường là năm nào chú cũng dùng cái dòng đó. Ở mỗi người thì dòng mỗi xài mỗi dòng thôi chứ không có gì cả. Vậy là mình đâu có chặn đọt hay là... Không, chú không có chặn đọt. Vậy là đâu có xài NKB gì? À không, chú không có chặn đọt, chặn đun gì thì mày coi cái clip chú có bao giờ chú nói chặn đọt đâu. Tại vì khi mà chú thấy là cái cây nó đủ dinh dưỡng rồi là nuôi. Còn ví dụ như mình chặn đọt với rước đọt hết là coi như là nổi cái cây cái đọt nó loạn không. Đó là cái cách của mình làm thôi chứ mình không có phản bác gì đâu. Chứ như mấy cánh mà làm theo chú nha, mà chú hướng dẫn đi bữa nay đi đó nha, thì không bao giờ ai hãm đọt, tại vì chú không có cho hãm đọt. Chú nói hãm đọt thì làm với tôi không được, tại vì tôi làm theo cái cách của tôi nó không hãm đọt, tại vì tôi cứ tất cả là tôi đều đưa dinh dưỡng như vô cho cây thôi, thì cái cây nó tự nó nuôi đọt nó và nó tuần hoàn lại cái trái. Mà thường thường chú nói với con nha, khi cái cây đi đọt á, là nó do phần nước là nhiều. Còn ví dụ như cái cây này mà coi như là nếu mà đừng mưa nha, là coi như là tự nhiên cái đọt nó đứng luôn, khỏi phải hãm. Là nó ra bông là tự nó đứng luôn. Đáng lý ra có nước thì nó làm thêm khúc nữa, không có nước là tự nó già luôn à. Nó già luôn thôi. Nhưng mà thí dụ mà chú lúc đó chú không tưới nước mà nó mưa rồi sao? Hả? Thí dụ lúc đó mưa rồi. Thì mưa rồi bắt đầu mình mới tập trung dinh dưỡng vô cho nó để cho nó nuôi tuần hoàn luôn. Mưa thì nó đi được. Lúc đó thì mình đương nhiên rồi. Thì nếu không mưa thì mình đỡ thuốc, còn nếu đưa mưa thì mình xịt thuốc vô. Đưa cái thằng cam bi vô, hai gói vô. Cam bi là sắt, đồng, chì, kẽm, gan, magie rồi nó đủ dinh dưỡng rồi. Thấy không? Thằng cam bi thì nó đề trong đó đó mình biết rồi. Thì thằng cam bi trong gói cam bi thì nó đề là sắt, đồng, kẽm, gan, magie gì đó là 7 món, 3 mà 8 món gì trong đó đó. Mình quất nó lúc đó mình quất hai gói vô với cộng thuốc sâu. Với cộng bo kẽm. Cái thằng bo kẽm đó. Bo phải bo kẽm mới được nha. Còn bo kia nó thiếu chất kẽm, phải bo kẽm mới được. Kẽm cho nó chắc cái. Thì phải bo kẽm, chú ơi xuống hay có cái gì có kẽm vô đó với lại bo mà có kali cao nữa. Chứ mấy xài mấy cái dòng đó thôi thì nó đưa vô thì bắt đầu nó tuần hoàn nó nuôi cái đọt nó. Thì nó hạn chế bớt. Mà nói chung ra nó cũng không có phải là mưa dồn dữ lắm đâu. Con mới hiểu, tại vì năm ngoái thì cũng nói nhưng mà cho nên là chú người ta nhiều người ta cứ thắc mắc, người ta nói mỗi người có một cái cách làm nhau, người ta thấy vậy bắt đầu là chú nói nghe, nếu mà nó mưa nhiều nghe, xịt vô mà để mà chặn đọt đó thì nó bí nó cũng ra chỗ đây à. Nó bí rồi nó buộc nó cũng phải ra ở đây à, thì hãm cái đọt thì bắt đầu là coi như là nó cũng ra đây à. Mà chú thấy vậy bắt đầu mới chú mới rút kinh nghiệm, chứ nó thôi kệ nó thì thôi, mình cái gì cái mình phải bảo vệ cái cây mình cái đã. Tất nhiên rằng đưa vô tất cả những cái gì mà để khống chế nó đều là những cái coi như là phải thiệt thòi. Cái tất cả những cái gì mà đưa vô để khống chế một cái cây nó đang sinh trưởng mà mình đưa vô mình khống chế nó, tất nhiên rằng nó phải có cái mệt mỏi trong đó. Nó đương nhiên nó như vậy, nhưng mà nó không biết nói thôi.